Xin chào mọi người nha. Xin mời các bạn hãy cùng với cô Thanh luyện dịch và đọc một cái bài báo thông tin về cơn bão này của chúng ta. Và đây là một cái bài báo mà về cái cơn bão vừa rồi và được đăng tin trên kênh yahoo.co.jp. Theo dòng thời sự thì cô lượm lặt một cái bài báo ở trên cái trang yahoo.co.jp. Chính vì vậy mà cái văn phong báo ngày hôm nay sẽ hơi khó một chút. Và các bạn ơi, trong này sẽ có rất là nhiều những cái từ vựng nhá. Từ vựng hay, tầm từ N3 trở lên. Ngày hôm nay sẽ hơi khó một tí nhá. Có cả từ vựng của N1 luôn mọi người ạ. Có từ vựng của N1, thế nên là cô rất là hy vọng ngày hôm nay thì sẽ các bạn sẽ cùng nhau theo dõi để chúng ta lượm lặt thật là nhiều những cái từ vựng nhân những cái ngày bão lũ như này. Gọi là nhân những ngày bão lũ là hơi hơi kỳ quặc một chút đúng không? Gọi là vào những ngày bão lũ như này. Các bạn ở Hà Nội có vấn đề gì không ạ? Thực ra mấy hôm nay là dân Hà Nội chúng mình là cũng đang lo là sợ ngập lụt vào đến nhà lắm rồi ấy, mọi người. Còn ở đằng trên Yên Bái, trên Tuyên Quang thì bị ngập lụt quá là nhiều rồi mọi người ạ. Nhá. Hay thì hy vọng rằng là các bạn ở mọi nơi thì sẽ cố gắng là vượt qua cơn bão lần này nhá. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Cô lưu ý là hôm nay là một cái bài báo nó hơi khó một chút và đặc biệt phù hợp với các bạn N4, N3, N2, N1 nhưng N5 thì hơi khó nha. Và từ vựng có rất là nhiều những cái từ vựng hay mà cô nghĩ là kể cả các bạn N2, N1 cũng rất là nên cân nhắc để xem trong này. Một cái bài báo rất là nhiều từ vựng hay nhá, thì mình sẽ nhìn thấy tiêu đề này. Bê tông nam nhé. Taifu 11 Go là nói về cái số đếm đúng không mọi người? Cơn bão số 11 đấy mọi người. Cái cơn bão này của chúng ta vừa gọi là cơn bão số 11 đúng không? Ở Kangeno Shisha, Shisha là số người chết, là người chết đấy nhá mọi người nhá. Là 35 người và trong đó có 24 người chúng ta có từ Hume là bất minh, là không rõ đúng không? Mình có một cái từ là Yukue Hume. Chúng ta các bạn sẽ gặp ở trong bài này. Yukue Hume là chỉ là gì nhỉ? Những người mà đang mất tích nhá. Hay và ichibu de ne, ở một bộ phận thì gì ạ? Teiden suzuku ne, teiden là mất điện ấy. Đó thì với một cái tiêu đề người ta sẽ dùng những cái cách nói viết với những cái chữ Hán mà nó ngắn gọn như này thôi nhá. Hay thì đây là một cái hình ảnh của một cái gọi là một cái cơ sở ở gọi là đằng nào mọi người nhỉ? Chỗ Hải Phòng đó mọi người. Ở Hải Phòng. Các bạn ở đây có ai ở Hải Phòng nhận ra không ạ? Nhận ra không? Hay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào câu đầu tiên nhé mọi người nhé. Các bạn đọc cùng cô nhá. Đây nó sẽ bắt đầu từ đây mọi người nhá. Rồi. Bê-tô-nam thô-kyuk ni yoru to. Ok. Thô-kyuk. Hay. Các bạn có nhận ra những cái chữ Hán này không ạ? Thô-kyuk là những cái cơ quan chức năng, những cái chính quyền địa phương đúng không? Của Việt Nam ấy. Thì ni yoru to ne. Nào, phía đông bắc của Việt Nam chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Đông bắc sẽ là so. Hokutobu desu ne. Hokutobu ni. Ngày mùng 7 nào. Nanoka joriku shita. Đây một cái từ vựng của N3 à N2 này. Joriku i desu ne. Joriku là đổ bộ vào đất liền đấy mọi người. Và taifu một từ vựng của N3 nhá. Shita taifu 11 ni tomonau, ngữ pháp của N2. Ni tomonau. Rồi tiếp này. Chữ Hán của N2 nhá. Jisuberi. Ok. Cô ghi trên này nhé mọi người nhé. Jisuberi nhé. Ok, jisuberi là cái gì mọi người biết không? Nhìn chữ Hán nào mọi người có đoán ra cái từ jisuberi là gì không? Là sạt lở đất đấy mọi người nhé. Sạt lở đất. Và chúng ta có một từ nữa, từ cũng là từ vựng của N2 này. Các bạn đọc một từ này không? Kozui. Ok. Kozui. Biến âm một chút ở chữ sui nhá. Ở trên nào? Kozui de. Lọc bài này là hơi bị đau mắt đúng không nào? Nhưng mà học được rất là nhiều từ vựng hay mọi người ạ. Ok, và cô nhớ ngày xưa cái từ này là cô cũng học ở trong khi mà học N2 đấy. Được chưa nào, tiếp tục này. Ok. Koko no kamade ni 35 nin ga shibo, 24 nin ga yukue fume to natte iru. Cái từ yukue fume cũng là một cái từ nằm trong chương trình N2 là mất tích mọi người nhé. Mất tích, yukue fume. Viết từ đâu bây giờ? Cái từ này các bạn bấm cho cô ra là các bạn sẽ ra được cái chữ viết nhá, bởi vì là trên này cái cô lấy theo cái màn hình bài báo nó cũng hơi hạn chế một chút đúng không? Yukue fume to natte iru. Rồi, câu đầu tiên là như vậy. Nào, thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cái cấu trúc câu văn nhá. Ni yoru to là theo như, cô sẽ xóa bỏ bớt để cho các bạn dễ nhìn nhá. Ni yoru to là theo như. Theo như gì ạ? Cấu trúc rất là quen thuộc, đúng không nào? Theo như chính quyền gọi là ở Việt Nam đúng không nào? Theo như chính quyền ở Việt Nam thì cái thông tin đó là gì ạ? Người ta đưa ra một cái thông tin như sau. Đó là gì đây? Cái date này sẽ là lý do nhé mọi người nhé.
Vì cái lý do là gì đây nhỉ? Vì cái lý do là gì, là cái này và cái này. Thế nên là dẫn đến một cái kết quả là cái này gạ shibo và cái này gạ yukue hume tonatte được. Ok chưa? Thế thì mình nhìn ra được cái khung câu văn chưa? Ok, thế bây giờ việc còn lại sau khi các bạn nhìn được khung câu văn, các bạn bắt đầu đi vào từng cái gì ạ? À? Từng cái bộ phận nhỏ bên trong nó. Thì bây giờ các bạn nhìn cho cô nhé. Bộ phận nhỏ đầu tiên này. Đây, cả đây đây. Ok. Thì cái hiện tượng gì ạ? À? Hiện tượng lở đất và hiện tượng lũ lụt, cái mà được gọi là nó xảy ra kèm theo với cái nguyên nhân, cái từ nitomonao là diễn tả một cái sự việc nó xảy ra cùng với, đi kèm với cái nguyên nhân là do cái cơn bão số 11, cái mà đã, các bạn thấy chưa? Cái cụm chủ ngữ danh từ, à cái cụm danh từ của chúng ta nó dài nhưng mà chúng ta cứ xác định chủ danh từ chính rồi các bạn đi ngược lại cho cô là ra, đúng không? Đi kèm theo cái cơn bão 11, cái mà nó đã đổ bộ vào khu vực miền Đông Bắc của Việt Nam vào ngày mùng 7. Thì vì cái lý do đó mà bây giờ đã gì ạ? Cho đến ngày mùng 9 thì đã có 35 người mất. Và gì ạ? Và có 24 người thì bị mất tích. Quá là đau lòng đúng không mọi người? Thực ra đọc cái tin này bây giờ mình học nhưng mình không thể cười được đúng không nào? Rất rất là đồng cảm với những người đang ở trong vùng mà chịu thiệt hại của cơn bão này. Mọi người cố gắng lên nhá. Hay, có bạn nào mà đang chưa liên lạc được với gia đình ở nhà không ạ? Ừ, rồi. Khi đau buồn thì cũng vẫn phải học đúng không nào? Cố gắng lên mọi người. Hay, tiếp tục này. Jiuichigo va desu ne. Người ta gọi tắt cái cơn bão này là cơn bão số 11 luôn đấy mọi người. Ừ. Thì bây giờ bên bên Nhật thì họ sẽ gọi cái ký hiệu cơn bão đấy là số 11 nhá. Bên Việt Nam mình thì là cơn bão số 3 đúng không? Rồi thì làm sao nhỉ? Yukani, chúng ta một từ vựng này, từ vựng của N2 nhá. Đấy, các bạn đọc được không ạ? Áp thấp nhiệt đới, các bạn đọc cho cô nào. Nettai teiki atsu desu ne. Cô viết trên này nha các bạn nhá. Cô viết, cô Thành viết chữ rất là xấu luôn, nổi tiếng chữ xấu. Nettai to te desu ne. Áp thấp này, atsu desu ne. Ok. Nettai teiki atsu ni seiryoku, chữ này đọc là seiryoku là cái gì ạ? Cái gọi là cái áp suất à? Gọi là cái gì ta nhỉ? Cái nó làm, nó đã giảm đi cái gọi là cái gọi là dùng cái từ gì nhỉ? Tí nữa vào câu cô sẽ dịch cho mọi người nhé. Tự nhiên ta không nảy ra cái từ này. Tiếp này. Seiryoku wo yowametaga desu ne, nishi ni susumi nagara kohan na higai wo motarashiteru. Các bạn nào mà nghe bản tin nhiều ở của người Nhật ấy, các bạn sẽ thấy gặp rất là nhiều cái từ higai wo motarasu. Biết đâu năm nay đi thi vào JLPT lại gặp đúng cái từ này đúng không? Nhớ này, mang lại hay là kéo theo những cái thiệt hại thế nào đó. Được chưa nào? Đấy. Rồi, thì cái cụm này mình sẽ dịch là cái cơn bão số 11 này thì mặc dù nó đã thế nào đó, nó đã giảm cái gọi là nó đã nó gọi là nó đã suy yếu nhá. Ừ, được chưa nào? Cái cụm này C đốc cứu yoga tại là đã suy yếu thành. Rồi, đúng cái kiểu gọi là văn phong gọi là gì nhỉ? Dựa hay tiếp đúng không? Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mùng mùng 8. Thế nhưng mà cái cấu trúc câu văn sẽ là ngắt ở giữa đúng không? Thế nhưng mà thế nào ạ? Khi mà nó vừa tiến lên phía đằng phía tây đúng nào, thì nó cũng đang gọi là gì nhỉ? Gây ra những cái thiệt hại trên diện rộng. Kohanna higai wo motarashiteru. Được chưa? Rồi các bạn thấy quá nhiều từ vựng hay đúng không? Chứ còn ngữ pháp thì không có quá nhiều vấn đề mọi người ạ. Níu được tốt, được chưa nào? Theo như thế nào đó, đúng không? Thế còn lại cái chỗ này, những cái ngữ pháp các bạn thấy dùng rất là đơn giản. Thế nên là học tiếng Nhật đấy mọi người, để mà đọc được báo Nhật ấy, về mặt bản chất thì nó để các bạn bồi càng nhiều từ vựng, càng nhiều chữ Hán càng tốt. Còn lại cái việc mà dịch sẽ rất là đơn giản nhá. Xác định câu không quá khó đâu, được chưa? Chúng ta nhìn tiếp đoạn tiếp theo cho cô nhá. Đúng rồi, JLPT N1 vừa rồi có cụm Ekyo Motarasu. Chuẩn, 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 chuẩn. Nhá, hay, rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp cho cô nha. Ừ, nhìn tiếp cho cô này, tiếp theo này. Tokyoku wa aratani kozui to. Năm nay vào từ kozui, nhớ cảm ơn cô Thanh nha. Nhá, kozui to jisuberi ga okoru kanousei ga aru to keikoku shita. Keikoku cũng là một từ vựng của N2 mà gần đến N1 đấy mọi người, cảnh báo nhá. Chính quyền địa phương của Việt Nam đúng không? Thì cái chủ ngữ là từ what trở về trước. Cái chính quyền địa phương của Việt Nam thì đã đưa ra cái cảnh báo rằng là
Và bây giờ mình đã xác định được cái cấu trúc câu văn nó lớn như vậy rồi thì còn lại việc của mình là mình sẽ thấy là trong cái chỗ này sẽ là cái lời cảnh báo của chúng ta, thì chúng ta chỉ được dịch cái bên trong cái lời cảnh báo là gì thôi. Đúng không nào? Các bạn nhìn cho cô này. Đây là cảnh báo rằng là gì ạ? Rằng là trong này mình sẽ thấy là một gạ, hai gạ, thì cái quy tắc bao giờ chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Chúng ta sẽ dịch là vị ngữ từ đằng sau trở lên. Là có cái nguy cơ, có cái khả năng, khả năng gì mình lại dịch tiếp từ đây, bởi vì cái khả năng này là cái bổ nghĩa cho cái từ kanose đấy. Đấy nhá, đó là có cái khả năng là sẽ xảy ra mới, xảy ra cái gì đó mới lần nữa, tức là gì nhỉ? Xảy ra tiếp là những cái vụ gọi là gì, ngập lụt, cô duy hoặc là lở đất tiếp theo. Tức là vừa nãy bão về đã ngập lụt, đã lở đất rồi mà bây giờ khổ hơn cơ, tức là vẫn còn cái nguy cơ xảy ra ngập lụt với cả lở đất tiếp cơ. Nên các bạn thấy nhá, thường là trong một cơn bão đúng không? Cái lúc bão về đã nguy hiểm nhưng mà sau bão về người ta còn bảo còn là còn nguy hiểm hơn nữa. Thế nên mọi người phải hết sức cẩn thận nhá. Đấy, tiếp tục này. Nói thế hết sức cẩn thận bảo mình nhớ ra ở trên Việt Trì, ở trên Phú Thọ ấy mọi người, vừa có vụ sập cầu ấy. Cũng không quá gần nhà thầy Dũng đâu, nhưng mà nói chung là cũng một cái con cầu mà cũng gọi là mình cũng biết tên ở đấy đúng không? Thì xem clip ấy rất là sợ ấy mọi người nha. Đây là sau bão đấy, sau bão cũng lụt về đấy, mọi thứ rất là nguy hiểm. Tiếp tục này. Asia de kotoshi mottomo kyouryoku na taifu de aru 11 go wa 7日 ni kokunai gai kigyo no daikibo na seizo kyuten ga aru Vietnam hokutobu. Chữ này đọc là gì nhỉ? Engan desu ne. Các bạn biết từ engan là gì không ạ? Đoán cho cô xem nào. Engan là gì? Comment vào cho cô. Engan desu ne. Engan ni jōriku. Ok. Rồi, trùng với câu văn này là gì ạ mọi người? Trùng với câu văn này là, đúng rồi, là cái từ wa trở về trước này. Cái cơn bão số 11. Và cái đằng trước này nó chỉ là bổ sung ý nghĩa cho cái từ cơn bão số 11 đấy thôi. Thì bây giờ mình sẽ nhìn này. Nó được diễn giải bằng cái từ là dearu desu ne. Cái cơn bão số 11 là cái cơn bão mà thế nào đó, mà mạnh nhất trong năm nay ở khu vực châu Á. Các bạn thấy chưa? Khi mà chúng ta đã nắm chắc ngữ pháp rồi thì vào dịch câu cực kỳ đơn giản. Và cô chỉ hy vọng là thông qua những cái buổi học đọc hiểu cùng với cô như này, luyện đọc hiểu, đọc báo cùng với cô này, các bạn rèn được cái gì ạ? Rèn được cái thói quen xác định chủ ngữ câu văn. Và tập một cái thói quen thứ hai gì nhỉ? Xác định những cụm danh từ, được chưa nào? Cụm chủ ngữ, cụm vị ngữ của nó thôi là thành công rồi nhá. Tiếp tục nào. 7日 に国内外企業の大規模な製造拠点があるベトナム。Rồi, động từ của nó sẽ là cái này. Cái cơn bão số 11, cái nó đã đổ bộ vào. Vào đâu sẽ là nhị. Còn cái từ cái chỗ này đến trở lại đây, nó gì mọi người biết không? Cái từ nhị này sẽ là cái ngày mùng 7 này, nó sẽ là cái gọi là gì nhỉ? Cái trạng từ đi nhá. Thì cái cụm này sẽ là một cụm danh từ đấy. Đổ bộ vào đâu ạ? Đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông bắc của Việt Nam. Được chưa nào? Cái từ Engan là khu vực ven biển đó mọi người. Và cái khu vực này là cái khu vực thế nào thì lại trở về trước cho cô này. Là cái khu vực mà gì ạ? Có những cái gọi là Seizo Kyoten desu ne, những cái trụ sở, những cái cơ quan mà gọi là những cái trụ sở, cơ quan doanh nghiệp sản xuất đúng không nào? Ở cái quy mô lớn Daikibo này nè, của gì ạ? No sẽ là của đúng không? Của những doanh nghiệp gì ạ? Doanh nghiệp kokunai gai, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Được chưa? Ok chưa? Cô cảnh báo là toàn tư vựng của N2 N1 nhá. Hôm nay mà N3 chúng mình vào xem thì hơi bị nhức đầu một tí đúng không? Ok. Sư hyakuman no setai ạ. Tư vựng của N2 luôn. Ok. Ya kigyo ga teiden ni mimaware. Mimau nhìn vào cho cô xem nghĩa là gì nhá. Có hai nghĩa đấy, và cái nghĩa này nó là gì, nhìn cho cô nhỉ. Ok. Tsu shin mo desu ne. Tsu shin mo. Mo sun dan. Ok. Sun dan. Sun này. Hay tiếp này. Kansen doro desu ne. Kansen doro wa shinsui suru nado oku no sangyo kyoten yo toàn chữ Hán của N1, N2, N2. Mấy cái này sưng đan là N1 nhá. Xin suy giữa N2, N1 nhá. Tiếp can sen đô độ khả năng là từ vựng của N1. Đúng nè. Các bạn nhìn cho cô nhá, những cái từ vựng giải quyết trước nhá. Hãy là gì ạ?
Chỗ này cái cấu trúc câu văn sẽ là vì thế này mà thế nào đó nhá. Vì thế nào đó. Ok, bây giờ các bạn nhìn cho cô này. Xem nào. Gọi là gì đây? Đầu tiên chúng ta các bạn có thể dịch theo từng dấu phẩy một, cái câu này sẽ dịch theo từng dấu phẩy một cho cô là được rồi nhá. Thứ nhất là gì đây nhỉ? Những cái có hàng triệu sư hekuman ですね. Có hàng triệu những hộ gia đình, những hộ gia đình hay là những cái doanh nghiệp thì bị gì ạ? Thì bị hứng chịu. Mimawa đây được chỗ này các bạn hiểu là hứng chịu. Cái việc gì đấy? Cái việc thê đen là mất điện này, là một này. Thứ hai là tư xin mộ là cái mạng lưới thông tin truyền thông nhá. Cái mạng truyền thông thì nó cũng bị gián đoạn, xưng đan là gián đoạn. Ok, tiếp tục này. Và gì đấy? Những cái con đường huyết mạch, những cái tuyến đường huyết mạch can sen đô độ là những cái tuyến đường huyết mạch thì nó cũng bị ngập lụt, xin sụy. Ok chưa nào? Đó. Và khi đó thì làm sao nhỉ? Với những cái lý do như vậy thì rất là nhiều những cái hoạt động kinh tế của các cơ sở sản xuất, được chưa? San yo kyu ten desu ne. Cơ sở sản xuất thì bị đình trệ. Được chưa? Cô giáo các bạn biết cái từ san yo kyu ten, các bạn điền comment cho cô. Nào. Cái từ này mà các bạn N2 N1 đi thi thể nào cũng bị sai này, một cái lỗi sai kinh điển của dân học chúng mình. Kyu ten. Cái gì ạ? Cái này có trường âm không ạ? Nhớ nha, không có trường âm nhớ chưa mọi người? Kyu ten desu ne. Ok, kyu ten. Ok chưa? Hay thì nhớ cái từ này nhá. Đi thi mà vào từ này, nhớ cảm ơn cô Thanh nhớ chưa? Kyu ten không có trường âm nhá. Hay tiếp tục này. Jinko 200 man nin no engan toshi Haiphong no koyo danchi ya kozo no keisha ya. Cô đọc rất là chậm để các bạn quan sát những cái cách đọc của nó luôn rồi nhá. Rōdōsha tachi wa kokonoka mata mada teiden wa tsuzuite ori yane. Yane là cái gì nhỉ? Rất là nhiều những cái clip năm nay là bay nóc rồi đúng không? Ừ. Yane ga fuki. Ok, fuki tobasareta kōjō nai no setsubi ya seihin ga ame de nureru no wo fusegou to. Nào, các bạn năm nay thi N1 đọc được từ này không ạ? Hình như từ này đã từng ra GPT N1 rồi đấy mọi người. Đúng không ạ, đọc được từ này, nhìn có khó không? Nào, bạn nào hôm nay đọc được từ này cô cho 10 điểm. Hay, đọc là gì ạ? Ừ, từ này khó đúng không? Honso desu ne, honso. Honso là gì mọi người biết không? Là cố gắng, nỗ lực làm cái gì đó nhá. Hay, shiteiru to katatta desu ne. Rồi, một câu dài quá nhỉ? Một câu dài nhưng mà cũng chả có gì. Nếu mà các bạn nhìn ra được cái cấu trúc ngữ pháp của nó, chủ ngữ chúng ta trở về đây, từ đây trở về trước. Những ông này làm sao ạ? Thì cái cấu trúc đằng trước nó sẽ là những cái thông tin bổ sung ý nghĩa giải thích cho cái từ ông là keisha và rōdōsha tachi desu ne. Thì những ông này làm cái gì? Các bạn nhìn cho cô cái vị ngữ của ông này làm gì ạ? Ông ấy đã kể lại rằng, đã nói lại rằng. Nói lại gì thì sẽ là trước tốt, tốt trở về trước, được chưa nào? Đây. Trở về trước là sẽ là cái thông tin mà người ta nói, trích dẫn đấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ dịch chủ ngữ chứ ạ. Những người chủ doanh nghiệp, những cái điều hành doanh nghiệp đúng không? Hay là những người lao động ở những cái nhà máy hoặc là những cái gọi là những cái khu công nghiệp nhá. Kogyo danchi ne thuộc Hải Phòng là một cái thành phố ven biển với cái số dân là khoảng 2 triệu người. Đùa đâu mọi người. Không sai một chữ nào đúng không? Ừ, không sai một chữ nào. Bạn nào mà muốn ôn thi N2, N1 mà muốn học đọc hiểu cùng với cô Thanh, tuần sau vào học, hết nước chấm, đăng ký ngay nhá. Hay mọi người ạ, thực sự cô rất là thích dạy đọc ấy, và dịch rất là thích, đúng không? Thì đấy, các bạn xem cũng được đúng không? Đấy, nào, không dịch thiếu sót một chữ nào nhá. Những cái người gì nhỉ, những cái người mà gọi là kinh doanh ấy, à những cái người gọi là gì nhỉ, điều hành ấy, kê sả snap, hoặc là những người lao động ở những cái nhà máy hoặc là những cái khu công nghiệp của Hải Phòng là một cái thành phố ven biển với số dân là khoảng 2 triệu người thì đã kể lại rằng gì ạ? Rằng là họ làm sao nhỉ? Đang cố gắng gì ạ mọi người? Ừ, honso toshite desu ne. Ừ, đang cố gắng làm cái gì đó sẽ là cái cố gắng, cái thông tin cố gắng đấy. Đang cố gắng là gì ạ? Đang cố gắng là làm sao để phòng tránh, fusegu desu ne. Tôi sẽ gọi là phòng tránh. Phòng tránh cái việc sẽ là nố trở về trước. Phòng tránh cái gì các bạn nhìn nhá. Cái câu này hơi bị khó luôn nhá. Ừ, phòng tránh cái việc gì ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy là gì nhỉ? À thôi chết rồi. À, phòng tránh thì chỉ từ đây đến đây thôi. À đâu? À đây, phòng tránh đây.
cô dịch thiếu cái vế trước nhá, sorry. Hãy như cô dịch nốt cái phòng tránh này, tí nữa cô sẽ đi lại cả câu cho nó nuột câu nhá. Phòng tránh cái gì ạ? Phòng tránh cái việc là những cái này đây, những cái thiết bị hoặc là những cái sản phẩm ở phía trong nhà máy, nơi mà đã bị cuốn bay, ở nơi mà đã bị gì nhỉ, gọi là nơi mà những cái mái nhà, những cái mái nhà đã bị cuốn bay thì mình hiểu nhá, là những cái mái nhà, những cái nhà máy mà cái mái đã bị cuốn bay thì ở trong đấy có những cái thiết bị, những cái sản phẩm, thì bây giờ người ta đang cố gắng để những cái thiết bị, những cái sản phẩm này nó gì đây nhỉ, không bị ướt bởi mưa nữa, được chưa, tốc hết cả mái rồi mà, thì bên trong còn, bên trong thì mình phải cố gắng để nó không bị ướt nữa, được chưa. Và thêm cái vế trước cho cô nhá, đó là người ta bảo rằng là gì ấy nhỉ, là ở ở gì đây, ở ở ở đây thì điện nó vẫn còn ngắt, được nhỉ, điện nó vẫn bị tắt. Bây giờ cô dịch lại cả câu nhá. Nào, những người kê sạc là những người chủ điều hành này, hay những người lao động ở những cái thành ở những cái nhà máy hoặc là những cái khu công nghiệp thuộc cái thành phố ven biển Hải Phòng nơi có 2 triệu dân, thì họ kể lại rằng là hiện tại ở đây thì vẫn đang bị tiếp tục là cắt điện, và họ đang cố gắng nỗ lực là để phòng tránh cái việc là làm sao những cái thiết bị hoặc là những cái sản phẩm ở phía trong những cái nhà máy mà đã bị thổi bay cái mái nhà ấy, thì làm sao để nó không bị ướt bởi mưa nữa. Được chưa nào? Amede nureru no, desu ne, nureru no. Ok. Đi nốt. Ôi, sắp hết rồi. Đấy, bây giờ sẽ đi nhá. Tiếp tục này. Nhìn cho câu này. Tiếp này. Shashin ya mokugeki sha. Nhịu hết cả mồm rồi. Bạn nào mà nghe dạo này hơi bị nhiều những cái tin tức ở bên Nhật thì thế nào cũng gặp cái từ này. Mokugeki sha là những người chứng kiến nhá, những người chứng kiến những cái vụ án, những vụ tai nạn ấy. Thế nào? Lại là theo như đúng không? Shashin ya mokugeki sha ni yoru to Kankoku no LG. Đố các bạn đọc từ này, đố các bạn biết từ này từ gì? Electronics. Electronic. Công ty Electronic LG đấy. Thì no hai phòng cô dù mô thô cai sạ. Thô cai. Một từ vựng của N2. Mày toàn từ vựng N2 thôi. Sập. Nha, sập. Ok. Hãy theo như bức ảnh hoặc và những người chứng kiến thì gì ạ? Cả cái nhà máy Hải Phòng, gọi là nhà máy gì nhỉ, nhà máy LG Electronic của Hàn Quốc ấy, thì cũng đã sập rồi. Ok, tokai shita desu ne. Và dōsha kara no komento wa erarete inai. Và chúng ta dịch theo kiểu word by word thì sẽ là gì nhỉ, là những cái gì nhỉ, bình luận từ phía công ty này, dōsha là một lần nữa lặp lại cái công ty này, được chưa nào, công ty này thì vẫn chưa được lấy. À, tức là trong tiếng Nhật ấy, cái văn phong tiếng Nhật có một cái đặc điểm đó gì mọi người biết không? Đó là nó rất là hay đưa cái câu văn về dạng gián tiếp nhá. À, xin lỗi, không gián tiếp mà về dạng bị động ấy, để cho cái thông tin nó trở nên khách quan ấy. Ở còn tiếng Việt mình hay dịch ra là gì nhỉ? Vẫn chưa có bất kỳ bình luận gì từ phía công ty này. Được chưa nào? Đó. Đấy. Và câu cuối cùng nhá. Nốt câu cuối cùng nào. Bạn nào xem được từ đầu giờ đến cuối giờ cố lên nào. Hôm nay chúng ta học được rất nhiều từ nhá. Kokue Denryoku Gaisha ni yoru to. Ok, theo như công ty điện lực quốc gia. Ok, biết thêm từ này hay đúng không? Kokue Denryoku Gaisha. Gaisha nhớ là biến âm nhá. Đấy, shumatsu ni, desu ne, shumatsu ni 570万 以上 no chữ Hán, những cái khách hàng mua hàng gì, chúng ta đọc là gì nhỉ? Kokeku. Từ này không có trường âm cô nhá, nhớ chưa? Đừng là cô nhá. Kokeku no denryoku kyōkyū. Rồi, chúng ta đọc là kyōkyū. Ôi trời ơi, mệt quá bà con ơi. Đấy, từ này N3. Nhưng mà từ này thì khoảng N2, N1 này. Từ này các bạn đọc là gì ạ? Ok, chúng ta sẽ đọc là todaeru desu ne. Đấy, todaeru, ok. Đấy, thì từ này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Bị gián đoạn nhá. Todaeta ga desu ne, koko no oka ni wa desu ne, teiden no 75% chikaku ga kaishou sareta という. Ok. Và cái này cũng là một cái đưa ra một cái thông tin trích dẫn theo như cái này đúng không? Theo như công ty điện lực quốc gia thì người ta bảo rằng là gì ạ? Thế từng vế một nhá, vế đầu tiên này. Vào cuối tuần vừa rồi thì là gì ạ? Cái việc cung cấp điện cho khoảng trên 5.700.000 người, nhìn khách hàng ấy, thì đã bị gián đoạn.
Được chưa nào? Hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng đúng không? Thế nhưng mà đến hiện tại thì vào ngày mùng 9 thì làm sao anh ạ? Nó đã được giải quyết ở gần 75% cái lượng điện cung cấp cho những cái người này ấy, thì đã được giải quyết rồi, cái vấn đề này được giải quyết rồi nhá. Cái từ khai show sơ lược là xóa khỏi, xóa bỏ đúng không, thì mình sẽ hiểu là cái vấn đề dành cho 75 người à, cái vấn đề 75% cái lượng mà cắt điện đấy, ngừng điện đấy sẽ được giải quyết, là được xóa bỏ rồi nhá. Thì đó là bài học ngày hôm nay. Mọi người thấy hay không mọi người? Thực sự luôn, mọi người cũng mệt quá mọi người, nhưng mà hay quá mọi người ạ. Nên là cô rất là hy vọng rằng là mỗi năm ấy thì thực ra dạy những cái bài mà kiểu như là đọc báo như này rất là cực ấy mọi người. Xong chàng. Ok, rất là cực. Thế nên là cô cũng rất là ngại dạy, nhưng mà cô thấy rằng là lần này cô rất là muốn quyết tâm là giúp cho rất là nhiều bạn có thể duy trì được cái thói quen đọc nhiều với tiếng Nhật, và đặc biệt những bài báo như thế này. Nên là cô rất hy vọng rằng là các bạn sẽ yêu thích cái CD đọc báo như thế này. Có lẽ là không được quá nhiều lượt xem bởi vì đôi khi cũng khó quá đúng không, nhưng mà thực sự rất là mong là về mặt chất lượng là các bạn sẽ cảm thấy là nó có giá trị đối với mọi người nhá. Và cô tin rằng đây là một cách học cực kỳ hiệu quả để cho các bạn có thể giỏi hơn về cả từ vựng chữ Hán, về cái phân tích câu văn, và sẽ giúp hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong việc học đọc hiểu của N1, N2, TSGPT nhá. Mọi người nhớ ấn like và share clip cho cô nhé. Hey, otsukaresama desu.